Phát biểu tại phiên khai mạc G20, Tổng thống Putin đã đề xuất thảo luận các vấn đề chính trị quốc tế, trong đó có tình hình Syria tại bữa tiệc làm việc buổi tối cùng ngày. Trước đó, tại lễ tiếp đón, Tổng thống Putin đã lần đầu tiên bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama kể từ sau hội nghị thượng đỉnh các nước phát triển G8 ở Anh hồi tháng 6. Cũng liên quan đến vấn đề Syria, Liên minh châu Âu-EU đã hối thúc các thanh sát viên Liên Hợp Quốc công bố càng sớm càng tốt thông tin về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria để cộng đồng quốc tế có thể quyết định hình thức đáp trả. Cũng trong ngày hôm qua, thì người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không thể sử dụng bằng chứng của Mỹ về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria vì chúng chưa thuyết phục. Trong khi đó, thì phương Tây đang rất lo ngại trước việc nhiều người phương Tây lên đường đến Syria theo lời kêu gọi thánh chiến trên mạng.